Còn do đó, người đẹp Wonderman tự chặt đứt đầu ngón tay, trong sợ hãi quăng luôn vào thùng rác. Gal Gadot nổi tiếng với vai diễn nữ thần chiến binh trong series phim Wonder Woman của nhà văn Warner Bros. Trái với hình tượng nữ cường trên phim, ở ngoài đời, Gal Gadot khá vụng về và không ít lần gặp tai nạn nhớ đời vì tính cách của mình. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với Jimmy Kimmel, người đẹp 35 tuổi đã chia sẻ về kỷ niệm nấu ăn suốt đời không quên trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành. Gal Gadot cho biết trong lúc đang uống cocktail, cô nàng quyết định tự làm món salad bắp cải và đã vô tình chặt đứt đầu ngón tay của mình. Chồng của Gal Gadot, doanh nhân Jaron Vashano, đã nhặt lấy phần ngón tay bị đứt lìa cho vợ. Tuy nhiên trong lúc cầm nó, Jaron vì quá kinh sợ nên đã hoảng loạn ném luôn vào thùng rác. Khi Jimmy Kimmel hỏi Gal Gadot có đến bệnh viện sau khi bị thương, cô đã trả lời là không vì chẳng có gì để khâu lại nữa. Hoa hậu Israel cho biết, giờ cô không còn cảm giác ở đầu ngón tay bị đứt, cô nàng còn thường chạm vào nó với hy vọng ngón tay sẽ mọc trở lại. Lời chia sẻ hài hước của nữ diễn viên khiến cả MC lẫn khán giả trong trường quay vừa thương vừa buồn cười. Ngoài ra, Gal Gadot tiết lộ cô đang hào hứng mong chờ con gái thứ ba sắp chào đời. Nàng hậu và ông xã có hai con gái lớn là Onma 9 tuổi và Maya 4 tuổi. Người đẹp còn cho biết hai cô con gái rất háo hức mong em bé trong bụng mẹ sớm chào đời. Gal Gadot hiện nghỉ ngơi dưỡng thai tại biệt thự của gia đình ở California. Tranh thủ lúc khỏe khoắn, ngôi sao Wonder Woman đọc kịch bản hai bộ phim mới. Cô đang chuẩn bị làm hai bộ phim tiểu sử do công ty của chồng sản xuất. Một phim về nhà nhân đạo, nữ anh hùng người Ba Lan Irena Shayker trong chiến tranh thế giới thứ hai và phim về cuộc đời nữ diễn viên, nhà phát minh người Mỹ gốc Australia Hedy Lamarr. Trong tiếng Do Thái, Gal có nghĩa là con sóng, còn Gadot là bờ sông. Gal Gadot được sinh ra tại thành phố Rosh Hagayin ở Israel. Bố cô là một kỹ sư và mẹ là một giáo viên thể hình. Tổ tiên cô là người Đức, Ba Lan, Australia và Cộng hòa Séc gốc Do Thái. Năm 2004, Gal Gadot đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Israel như một trải nghiệm vui, không ngờ lại giành được vương miện. Sau đó, cô trở thành đại diện cho quốc gia, tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ tổ chức ở Ecuador. Tuy nhiên, người đẹp đã tự đặt ra mục tiêu cho mình là không giành chiến thắng, bởi cô cho rằng cuộc sống của một nữ hoàng nhan sắc không phù hợp với mình. Mặc dù sở hữu gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, quyến rũ và thân hình gợi cảm, Gal Gadot lại chưa bao giờ nghĩ mình là một mỹ nhân. Trong một status hồi tưởng trên Instagram, cô đăng bức ảnh ngày đăng quang 11 năm trước, kèm theo dòng thổ lộ, không hiểu tại sao ban tổ chức cuộc thi năm đó lại trao vương miện cho cô. Sau khi đi thi Hoa hậu Hoàng vũ, Gal Gadot nhập ngũ ở tuổi 20, cô đảm nhận vị trí hướng dẫn chiến đấu trong lực lượng phòng vệ Israel suốt 2 năm. Người đẹp cho rằng, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của người Israel. Dù là nam hay nữ, chính những hiểu biết về quân đội và vũ khí đã giúp Gal Gadot được chọn vào dàn diễn viên Fast and Furious năm 2009. Đạo diễn Justin Lin đã rất thích tinh thần chiến đấu của Gal và giao cho cô vai chuyên gia vũ khí và ma túy Gisele Yasha. Người đẹp được chọn đóng liên tiếp hai phần phim Fast 5 và Fast 6, trở thành đại nữ xinh đẹp mới ở Hollywood. Gal Gadot đã tự mình thực hiện hết những cảnh hành động trong hai phần phim này và cô rất hứng thú với điều đó. Nàng hậu thể hiện mình rất có trách nhiệm với công việc khi thực hiện một số cảnh quay của Wonder Woman khi đang mang thai 5 tháng. Các nhân viên hậu kỳ sau đó đã khéo léo che bụng bầu của cô bằng kỹ xảo điện ảnh. Khi nhận vai Wonder Woman trong Batman with Superman, Dawn of Justice năm 2016, Gal Gadot từng bị nhiều fan của bộ truyện tranh phản đối bởi hình tượng nhân vật công chúa chiến binh của Amazon là một người có bộ ngực nảy nở, thân hình trắng trọi, đầy đặn. Tuy nhiên khi lên phim, Gal đã chứng minh rằng cô là hóa thân hoàn hảo cho vai diễn này.